Chào mọi người. Chúc mọi người ngày Chủ nhật vui vẻ nhá. Hôm nay mình đập hộp máy tính xách tay LG. Đó, mọi người cùng đập hộp với mình nhá. Đó, mình mới đi mua về nha mọi người. Đó. Đây, đứa con mới chưa bóc tem nhá. Bây giờ mình bóc nhá. Đây. Tèn tèn. Và cùng bật hộp với mình nhá. Đây. Con máy LG hôm nay đang được khuyến mại mọi người. Máy này là 1.100.000 won tiền Hàn Quốc. Là 1 triệu won là 20 triệu Việt Nam. Tính là 22 triệu 20 triệu 200 ngàn tiền Việt Nam nha mọi người. À, 22 triệu chứ. Đây mọi người. Đấy, bây giờ mình đập nhá, đập hộp ra nhá. Đây là cái gì đây? Của hãng LG nha mọi người. Hướng dẫn. Đó, có hàng LG cho mọi người nhìn ra nhìn thấy này thì có trái không? Đã hướng dẫn cho mình nha mọi người. Đó. Toàn là tiếng Hàn hết nhá. Tiếng Hàn đấy. Ôi gì tiếng Hàn nha mọi người. Cái này bỏ một bên. Cái này là cái gì mọi người? À, cái này là cái túi để bỏ máy tính vào đấy mọi người. Mọi người. Đó. Ô, máy tính nha mọi người. Đó. Máy tính. Thank you.
đấy là túi nha mọi người. Tôi bỏ máy tính sách tay vào nhé, ngăn rồng. Đó. Nó có nhiêu ngắn nhá. Và chấm ẩm ẩm nữa. Đấy. Đấy là cái túi và máy tính nha mọi người. Đó, có quay sách. Đó, có quay sách nữa nhá. Và có quay mang một bề bên nữa nhá. Đây là cái túi. Có máy tính vào đi đâu xá mọi người, bỏ vào đấy cứ tiền đấy. Đấy, để bên cạnh. Bỏ vào đấy. Và đây là máy tính mọi người. Đây nữa. Để một bên. Mình cùng đọc hộp nha mọi người. Đấy, đây. Đây mọi người. Đấy mọi người ơi. Đây là máy tính. Đấy, bỏ này xuống nhá. Xuống một bên nhá. Bỏ cái sổ phòng một bên. Đấy. Của LG nha mọi người, máy tính màu trắng nhá. Đó. Đó, bây giờ mọi người cùng mình xem nhá. Đây, mở ra đập hộp. Và đây là máy tính của mình nhá mọi người. Đấy. Đấy mọi người, màu trắng nhá. Hàng của LG nhá. Đó, đây là máy tính của mình. Đấy, mọi người xem đẹp không mọi người? LG. Đó. Màu trắng nha mọi người. Tèn tèn, bây giờ có máy tính rồi mọi người ơi. Và đây nữa mọi người. Tập hộp cái này tiếp theo. Đây là dây để cắm vào ổ máy tính, vào máy tính. Đấy. Dây. Đây là dây nha mọi người. Đó. Dây để cắm vào ổ máy tính. Đấy. Máy tính mọi người. Mình có một máy tính cũ nhưng nó bị hỏng rồi, bây giờ mình phải mua máy tính mới. Mới mua về nên chưa sử dụng mọi người, mới mua về vừa sáng là đập hộp cho mọi người xem luôn. Hàng của hãng này nha mọi người. Và hàng của LG nhá. Bên hàng á, mọi người thích hàng dùng hàng của Samsung với LG mọi người. Hai hãng này bên Hàn nó tốt lắm. Thường người Hàn họ hay dùng ấy. Và bây giờ mình đã có một máy tính xách tay mới nha mọi người. Chào mọi người nha. Và bây giờ chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu nha. Bye bye.